Xin chào, rất vui gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kế Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Các bạn chắc chắn, ai cũng biết phong tục thả cá chép vào dịp táo quân đúng không ạ? Và những dịp lễ hội khác liên quan tới tôn giáo thì cũng có những tục lệ phóng sinh những loài động vật như cá, cua, tôm, chim sẻ. Nhưng mình thấy phổ biến nhất vẫn là cá. Hành động này để thể hiện sự từ tâm, cứu giúp những động vật đang bị giam cầm và thả tự do cho chúng. Tuy nhiên, việc này cũng gặp khá nhiều tranh cãi về tính nhân đạo của nó. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta cũng đã xảy ra trong một dịp lễ hội như vậy. Và ngoài những loài động vật nhỏ được thả xuống quãng sông, còn có những thứ khác nữa, rất đáng sợ cũng được ném xuống đây. Chắc chắn các bạn đoán được mình đang nói tới thứ gì rồi đúng không ạ? Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kế Án để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nhé. Sáng sớm ngày 24 tháng 4 năm 2016, trên sông Hu Thâu, tỉnh Hà Bắc, các công nhân vệ sinh bắt đầu dọn dẹp ở bờ sông, vớt các túi rác, vỏ lon, vỏ đồ hộp. Bởi vì vừa mới xong một dịp lễ hội nên khu vực này cũng có nhiều rác thải. Đây là một khu vực bờ sông, đất tương đối bằng phẳng, có xây một cây cầu hóng mát bằng bê tông và lan can bằng sắt được phun sơn. Một công nhân đưa vật để vớt những túi ni lông đang vướng vào những cọc lớn của cây cầu, thì anh ta nhìn thấy một vật gì đó màu hơi hơi trắng nhợt, khá giống màu của một miếng thịt heo đang dập dềnh giữa làn nước. Vì vài ngày trước ở đây có một lễ hội phóng sinh, nên ban đầu anh ta nghĩ rằng đó là xác của một con cá chết. Nhưng khi anh ta vớt được nó lên, thì nhận ra đây là một miếng thịt sống, kích thước cũng tương đối lớn, khoảng nửa cân. Nhìn nó lại hơi mỡ mỡ, chứ không được nạc cho lắm. Lúc này anh ta cho rằng chắc là thịt trong buổi cúng tế. Bởi vì trong lễ hội cúng các quan, đôi khi người ta cũng cúng thịt sống và trứng sống. Người công nhân vệ sinh chỉ đơn giản là vớt nó rồi bỏ vào túi rác đang mang theo. Bỗng nhiên anh ta lại nhìn thấy một vật thể khác to hơn. Và khi anh ta đưa vật để vớt nó lên, thì anh ta kinh hoàng phát hiện ra đó là một phần cẳng chân người. Anh ta lập tức gọi điện báo cáo cho Sở Công an Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Khi nhận được tin báo từ nhóm công nhân môi trường ở sông Hu Thâu, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành dò tìm các bộ phận thi thể gần bờ và thuê một đội vớt xác chuyên nghiệp để rà soát quy mô lớn xung quanh quãng sông này. Công việc trục vớt đã kéo dài liên tục trong 3 ngày tiếp theo. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là sau khi tiến hành trục vớt tỉ mỉ như vậy, với 3 đội bao gồm một đội cầm gậy dò ở những vùng nước nông xem có vật gì khả nghi không, đội lặn mò vớt dưới đáy sông và một nhóm khác giăng lưới chặn hai đầu quãng sông, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy hết các bộ phận. Vậy có thể là trong 3 ngày, dòng chảy của nước đã khiến cho một số bộ phận bị cuốn trôi khỏi khu vực, hoặc có thể nghi phạm đã không vớt hết các bộ phận cơ thể của nạn nhân xuống sông. Nhưng nếu đã phi tang thi thể thì tại sao lại không ném hết mà lại chỉ ném một phần? Điều gì đã khiến hắn hành động bất thường như vậy? Cảnh sát đã vớt được khoảng gần 20 phần thi thể, được hung thủ chặt và chia đều trong 5 túi ni lông đen, buộc qua loa rồi ném xuống nước. Không có đá sỏi hay những vật dụng khác để kéo chìm túi như hầu hết các vụ án ném xác khác. Và với những phần thi thể có được, khi ghép lại vẫn còn thiếu phần đùi, hai bàn tay và nội tạng. Từ báo cáo pháp y cho biết, nạn nhân là nữ, tuổi từ 45 đến 48, cao 1m6, bị sát hại cách thời điểm tìm thấy xác là 3 ngày rưỡi trước, tức là khoảng chiều tối ngày 20 tháng 4. Nguyên nhân tử vong là do bị bóc cổ, ở dưới có tụ máu bầm, dập sụn nhẫn, bầm tím tuyến giáp trạng. Phế quản có bọt hồng lẫn máu, dấu hiệu chung của việc chết ngạt rất rõ ràng. Trên thi thể nạn nhân không có trang sức, không có hình xăm hay vết sẹo đặc biệt. Tất nhiên là cũng không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ vật dụng gì khác, nên cảnh sát ban đầu chưa thể xác định được nạn nhân là ai. Và vì bị thiếu hai bàn tay nên cũng không thể so sánh dấu vân tay với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau khi nghiên cứu lưu lượng dòng chảy khu vực sông Hu Thâu, vì là mùa khô nên nước rất cạn. Thậm chí ở một số vị trí, nước chỉ ngập chưa tới ngang bụng như các bạn đang thấy trên màn hình bây giờ. Hơn nữa, những phần bị thiếu là đùi, hai bàn tay cùng với phần nội tạng. Căn cứ theo cách chia trọng lượng mà hung thủ đã chia đều cho 5 túi thi thể được tìm thấy, họ dự tính rằng những phần thi thể còn thiếu sẽ vừa đủ trọng lượng để nằm trong một chiếc túi. Đây là những bộ phận tương đối nặng và khả năng bị nước đẩy đi là không cao so với những bộ phận khác. Vì thế cảnh sát nhận định nghi phạm có thể đã gặp sự cố khi vứt xác nên không thể ném hết các bộ phận cơ thể xuống sông mà phải vội vã rời đi. Sau khi phân tích và cuối cùng thống nhất rằng nguyên nhân khiến hành vi phi tang của kẻ sát nhân bị gián đoạn có thể là do gặp phải một người nào đó tình cờ đi ngang qua. Vì thế từ suy luận này,
cảnh sát ngay lập tức tiến hành kiểm tra dọc con sông Hung Thâu, phỏng vấn những người dân thường xuyên đi qua lại khu vực này, xem có ai nhìn thấy một người ném những vật khả nghi xuống sông vài hôm trước hay không, đồng thời phát đi thông báo tìm kiếm danh tính nạn nhân. Hai ngày sau, có một người đàn ông họ Vương đến đồn cảnh sát để báo cáo một sự việc. Vào ngày 21 tháng 4, đây là ngày lễ hội ở địa phương. Khu vực này, họ có phong tục thả động vật như rùa và cá xuống sông để phóng sinh, nên ông Vương đã đến hạ lưu sông Hung Thâu vào buổi trưa để chờ trước. Mục đích là vớt những con vật vừa được người khác thả xuống để mang đi bán tiếp cho những người mua phóng sinh. Về việc này thì ở bên nước mình cũng rất phổ biến, thậm chí là từng xảy ra xô xát vì người trên bờ vừa thả thì dưới nước đã có người kích điện hoặc giăng lưới sẵn để bắt lại, đặc biệt phổ biến nhất là vào dịp táo quân. Mình nghĩ chắc không ít người trong chúng ta từng gặp phải tình huống như thế này khi đi thả cá chép rồi. Quay lại với câu chuyện của nhân chứng, khi đó tầm 12 giờ trưa, ông ta đang đứng trên một con thuyền ở hạ lưu sông để chờ đợi. Cách chỗ ông Vương khoảng hơn 100 mét, có một người đàn ông trung niên đứng ở trên bến hóng gió của quãng sông đang ném những túi ni lông to màu đen xuống nước. Vì ông Vương đang chờ để vớt cá và rùa mà người dân mang đi phóng sinh, nên rất chăm chú nhìn về hướng đó. Khi người đàn ông trên bờ bất ngờ quay sang nhìn thấy ông Vương, thì người này liền giật mình, vội vã quay lại chiếc ô tô đậu bên đường rồi phóng đi. Hành động hấp tấp, thậm chí suýt vấp ngã của người lạ mặt khiến ông Vương có chút ấn tượng. Nhưng vì mải mưu sinh nên ông cũng không để tâm nhiều cho tới khi thấy thông báo của cảnh sát về việc tìm thấy những phần thi thể trên sông trong túi ni lông đen, thì ông mới nhận ra và vội vàng đi báo cáo. Căn cứ theo thái độ thì có vẻ người đàn ông kia đang làm một việc gì đó khuất tất. Nhưng bản thân ông Vương lúc đó cũng đang làm một việc không hay ho gì và lén lút, nên ông ta cũng không dám lại gần, không nhớ được đặc điểm nhận dạng cụ thể của đối phương. Chỉ có thể chắc chắn rằng đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cao tầm 1m75, nhìn có vẻ cân đối và lái một chiếc ô tô màu đen. Thường thì mục đích của kẻ sát nhân khi chặt xác, thứ nhất là việc tiện trở đi phi tang, thứ hai là để cảnh sát gặp khó khăn hơn trong việc điều tra. Hầu hết theo kinh nghiệm của cảnh sát thì trong những vụ chặt xác, thường thì nghi phạm và nạn nhân phải có mối quan hệ nào đó với nhau. Vụ án này có lẽ do người quen của nạn nhân thực hiện. Việc xác định danh tính của nạn nhân là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát. Nhưng sau khi đăng tin tìm kiếm người thân của thi thể trên sông Hung Thâu, hoàn toàn không có bất cứ một phản hồi nào. Vậy nên, từ manh mối mà nhân chứng ở bờ sông báo cáo, cảnh sát bắt đầu hướng điều tra từ phía hung thủ trước. Họ muốn dựa vào chi tiết chiếc xe đen để tìm người. Vì ở vị trí ném xác thì không có camera, mà điểm camera gần hiện trường nhất là một ngã ba ngay lối rẽ vào khu vực sông này. Cảnh sát chia thành hai nhóm, một nhóm dò tìm camera giám sát của khu vực để điều tra tất cả các chiếc xe màu đen. Một nhóm khác tiếp tục dò tìm các manh mối từ thi thể, đối chiếu và so sánh với DNA các trường hợp báo mất tích cùng thời điểm. Cảnh sát phụ trách điều tra video đã thu được hình ảnh giám sát giao lộ ra vào hiện trường và phát hiện có hơn 100 ô tô màu đen ra vào khu vực này trong thời gian xảy ra vụ ném xác. Tất cả những chiếc xe màu đen này đã được tìm thấy và phỏng vấn trực tiếp chủ xe hoặc người lái. Nhưng tất cả các trường hợp này đều bị loại trừ là nghi phạm, nên cảnh sát phải mở rộng phạm vi điều tra và đưa những chiếc xe có màu sắc khác gần giống như màu nâu, ghi đá, màu xám, thậm chí cả màu đỏ mận vào danh sách nghi ngờ. Bởi vì cho rằng có thể lúc đó giữa trưa trời rất nắng, gây lóa mắt khiến cho nhân chứng nhìn không chính xác màu xe. Nhưng những trường hợp này cũng dần dần bị loại trừ. Không lẽ nhân chứng đã nhớ nhầm màu xe? Ngay sau đó, khi đối chiếu với bản ghi chép biển số và lượt ra vào khu vực này, thì một chiếc ô tô màu trắng có những hành vi khả nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Mặc dù ban đầu thì cảnh sát cũng hơi lăn tăn, bởi vì cái màu của nó lại hoàn toàn đối lập với cái màu đen mà nhân chứng báo cáo lúc đầu. Có lẽ nào mà nhân chứng lại nhầm lẫn một cách nghiêm trọng như vậy không? Nhưng mà chiếc xe này bị nghi ngờ bởi vì nó xuất hiện tại khu vực nhiều lần. Ngày hôm trước khi xảy ra vụ vứt xác, thì chiếc xe cũng đã ra vào khu vực bờ sông, giống như là đi khảo sát địa điểm trước vậy các bạn, rồi sau đó lại quay lại đây. Và thời điểm rời đi là vào đúng buổi trưa, lúc 12h40 ngày 21 tháng 4, như hình ảnh trên màn hình các bạn đang thấy bây giờ. Chiếc xe lái đi với tốc độ rất nhanh, có khi nào bị nhân chứng phát hiện nên vội vàng rời đi như vậy không? Khi cảnh sát tiếp tục theo dõi đường đi của chiếc xe màu trắng này bằng nhiều camera đường phố, họ thấy sau khi rời khỏi bờ sông Hung Thâu thì nó lại đến một bãi sông khác ở huyện Hinh Thường. Đây là một nơi vắng vẻ, rất phù hợp để nghi phạm vứt bỏ nốt những phần cơ thể còn lại của nạn nhân. Với những nghi ngờ đó, điều tra theo biển số của chiếc xe, cảnh sát nhanh chóng tìm được người điều khiển chiếc ô tô màu trắng tên là Trần Minh, một người dân ở huyện Trịnh Đỉnh, vốn kinh doanh than đá, nhưng hiện tại nợ nần chồng chất do quản lý yếu kém và còn nợ cả nước ngoài. Vậy cũng có thể nạn nhân chính là chủ nợ của anh ta. Trong lúc đòi nợ, đã bị con nợ ra tay giết chết và phi tang. Trần Minh năm nay 41 tuổi, cao 1m75, rất phù hợp với mô tả của nhân chứng.
mỏ than của Trần Minh nằm ở một vùng hẻo lánh, có căn nhà hai phòng dựng tạm bợ đã bỏ hoang từ lâu. Nếu anh ta thực sự là hung thủ, thì rất có thể đây sẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát lập tức mời anh ta về đồn uống nước trà và tiến hành khám xét bãi than. Đúng như dự đoán, họ tìm thấy một chiếc thớt to bản với một con dao chặt loại to trong một căn phòng đổ nát, trống trải. Mà khu vực này là một mỏ than đã bị bỏ hoang khá lâu, không có bếp ăn. Vậy con dao chặt và cái thớt này đặt ở đây để sử dụng vào việc gì? Nhưng sau đó khi xét nghiệm, họ phát hiện trên dao và thớt đều không có máu người. Trần Minh đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc anh ta ra vào hiện trường nhiều lần. Lần đầu tiên là do anh ta đi trên con đường này để vào thành phố. Đây là con đường tắt gần nhất tính từ nhà anh ta. Còn hôm sau, anh ta quay lại vào trưa ngày 21 tháng 4, cùng với vợ và hai người bạn đã thả cá xuống sông theo phong tục phóng sinh của địa phương. Sau nhiều lần điều tra, cảnh sát cuối cùng đã xác nhận tất cả những gì anh ta nói là đúng. Trần Minh đã được loại khỏi danh sách nghi phạm và vụ án lại rơi vào bế tắc. Vậy là manh mối tưởng chừng đáng giá nhất lúc này đã đi sai hướng. Mặc dù cảnh sát tiếp tục dán thông báo về các đặc điểm cơ thể của nạn nhân như chiều cao, cân nặng, nốt ruồi ở đuôi mắt, nhưng không có phản hồi nào. Một số điều tra viên còn cầm theo hình ảnh nạn nhân để dò tìm và cho người dân ở khu vực xung quanh nơi vứt xác nhận diện, nhưng cũng không tìm được thông tin hữu ích nào. Một ngày 3 tháng sau, khi cảnh sát đến thăm một ngôi làng cách đó chừng 30 km, sau khi xem tờ thông báo, hai người phụ nữ khẳng định rằng người quá cố trong bức ảnh rất giống Giao Ái Liên, một người dân sống ở khu vực cuối làng. Ái Liên đã đột nhiên biến mất vài tháng trước, khá trùng hợp với thời điểm thi thể bị chặt rời được phát hiện trên sông. Giao Ái Liên là một người ở tỉnh khác, đã kết hôn và sống ở làng từ nhiều năm trước. Cô ấy hiền lành và chăm chỉ, nhưng mối quan hệ của cô ấy với chồng Dương Ngọc Đình không hòa hợp. Cặp đôi này thậm chí còn đến đồn cảnh sát đã vài lần bị cãi vã và cô ấy đã bị chồng bạo hành. Một số người dân trong làng kể lại, cách đây vài tháng, một lần nữa hai vợ chồng to tiếng với nhau. Dương Ngọc Đình đã đánh vợ. Sau đó anh ta bị tạm giam vài ngày. Được thả ra, Ngọc Đình có hỏi mượn người quen một chiếc ô tô. Màu xe anh ta mượn được lại là một chiếc xe màu đen. Chỗ này có chút trùng hợp, hơi đáng ngờ. Thêm nữa là người vợ đột nhiên biến mất, mà tại sao người chồng lại không có động thái báo cáo mất tích gì hết. Lúc này cảnh sát lập tức đã tới để gặp Dương Ngọc Đình tại nhà. Khi được hỏi về Giao Ái Liên đâu, không ngờ anh ta vẫn không chịu hợp tác với cảnh sát, mà còn tỏ ra tức giận. Dương Ngọc Đình nói rằng, vợ sống chết không liên quan gì đến mình. Tốt hơn hết là cô ta đừng bao giờ về nhà nữa. Cảnh sát thấy phản ứng có phần dữ dội của Dương Ngọc Đình thì rất bất ngờ. Sau đó, họ đã giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ khi đối phương thấy anh ta đột nhiên trở thành nghi phạm giết người, khi đó mới bắt đầu hợp tác và kể lại. Hóa ra Giao Ái Liên bị công ty đa cấp tẩy não, đã nhiều lần lấy tiền trong gia đình đi nộp vào dự án. Lần gần đây nhất là cô ta tự rút số tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà hai vợ chồng đã dành dụm để đầu tư. Vậy nên hai vợ chồng đã cãi nhau kịch liệt. Đỉnh điểm là Ngọc Đình tức giận và lao vào thượng càng chân, hạ càng tay với vợ. Ái Liên bực bội, bỏ về quê cùng với các con. Dương Ngọc Đình rất có thành kiến với những hành vi mù quáng của vợ khi tham gia đa cấp, nên khi anh ta nghe ai đó nhắc đến tên Giao Ái Liên thì liền nổi giận. Hôm đó, anh ta cũng mượn xe của người quen để tham gia lễ hội phóng sinh. Từ số điện thoại mà Dương Ngọc Đình cung cấp, cảnh sát nhanh chóng liên lạc với Giao Ái Liên và gia đình cô ta đang ở quê. Thấy Giao Ái Liên vẫn sống khỏe mạnh, lúc này sự nghi ngờ với Dương Ngọc Đình đã hoàn toàn được loại bỏ. Vậy là vụ án đã trải qua hơn 5 tháng, thi thể thì không truy ra được danh tính, manh mối lần lượt bị loại bỏ. Ở thời điểm mà mọi người nghĩ rằng vụ án này sẽ thực sự bế tắc, thì lại có một báo cáo từ một người phụ nữ về việc chị gái của cô ấy là Vương Hòa, năm nay 47 tuổi, đã bị mất tích một thời gian dài. Bởi vì Vương Bình bận công việc mấy tháng nay, nên chỉ lâu lâu nhắn cho chị gái một tin, chứ không thường xuyên trò chuyện. Tháng nay thì vì bố cô ấy đột ngột bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện điều trị gấp, nên Vương Bình vội vàng gọi điện cho chị gái. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng bên kia không nghe máy. Vương Bình liền gửi tin nhắn cho chị cô để thông báo về việc bố đang nằm viện. Lúc này Vương Hòa nhắn tin trả lời rằng cô ấy không thể chăm sóc cha mình được vì đang rất bận công việc. Điều này khá là vô lý, bởi vì Vương Hòa không có việc làm ổn định bên ngoài và cô ấy rất hiếu thảo. Mỗi khi bố mẹ nhập viện thì Vương Hòa đều bỏ hết tất cả các công việc để túc trực ở bệnh viện ngày đêm. Thậm chí có một lần khi Vương Hòa dành dụm được một số tiền đi du lịch ở nước ngoài, nghe tin mẹ nhập viện do huyết áp cao, cô ấy đã lập tức đặt vé bay trở về ngay. Trước tin nhắn trả lời như vậy khiến Vương Bình cảm thấy rất bất thường và nghi ngờ. Khi đó thì Vương Bình đang chăm sóc cha ở bệnh viện nên đã nói chuyện này cho cha cô biết. Không ngờ ông ấy cũng nói với Vương Bình rằng đã vài tháng nay Vương Hòa chỉ nhắn tin chứ không bao giờ gọi điện cho ông. Thấy sự việc bất thường,
Vương Bình nhanh chóng gọi điện thoại cho cháu trai, tức là con trai của Vương Hòa, để hỏi thăm tình hình. Nhưng kết quả là, ngay cả số điện thoại của người cháu trai này cũng không thể liên lạc được. Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Vì hai chị em Vương Bình và Vương Hòa sống ở hai khu vực cách nhau khoảng 100 km, nhưng vì sự việc quá cấp bách nên cô đã nhờ người chăm sóc cha để lập tức đến nhà Vương Hòa tìm chị gái. Nhưng căn nhà của Vương Hòa đã khóa ngoài. Khi hỏi thăm thì hàng xóm xung quanh cho biết rằng cũng không hề nhìn thấy Vương Hòa và con trai cô ấy đã gần nửa năm. Nhưng họ cho rằng Vương Hòa cùng con trai là Phan Hiểu Lương về quê nên cũng không thắc mắc gì. Vương Bình nghe thế sợ hãi vội vàng gọi cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra nhà Vương Hòa, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, có dấu hiệu được tẩy rửa sàn nhà rất rõ ràng. Cảnh sát tìm thấy vài vết máu nhỏ ở trong phòng tắm. Sau khi kiểm tra, DNA của vết máu chính là của Vương Hòa và cũng cho kết quả trùng khớp với DNA của những mảnh thi thể trên sông Hồ Thâu. Cuối cùng, danh tính của nạn nhân đã được xác định là Vương Hòa sau khi chính em gái của cô ấy báo cáo mất tích. Vương Hòa đã ly hôn từ lâu, cô ấy không đi làm bên ngoài. Thu nhập chính là từ việc chơi chứng khoán. Vương Hòa cùng với con trai sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống rất tiết kiệm, căn nhà cô sống cũng rất gọn gàng, đơn sơ. Nhưng tài sản trên sàn chứng khoán của cô ấy có lúc từng đạt 10 triệu tệ, là khoảng 32 tỷ tiền mình đó các bạn. Có thể nói, Vương Hòa cũng là một triệu phú. Nhưng cuộc sống của cô ấy rất giản dị, khiêm tốn và hòa nhã với mọi người. Những người quen biết với Vương Hòa đều nói, gần như cô ấy không có mâu thuẫn lớn với ai. Nhưng giờ, thi thể của Vương Hòa được tìm thấy dưới sông Hồ Thâu. Vậy còn Phan Hiểu Lương đã đi đâu? Phan Hiểu Lương, năm nay 22 tuổi, không học đại học, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Cơ bản, được mọi người đánh giá là một thanh niên hiền lành, nhưng cách sống hơi thụ động. Mọi chi phí sinh hoạt vẫn là Vương Hòa lo hết cho con trai. Lúc này, một ý nghĩ đáng sợ trong đầu của tất cả mọi người. Có lẽ nào, giữa Vương Hòa và Phan Hiểu Lương đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh ta đã giết chết mẹ mình rồi chặt xác để phi tang. Nhưng giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì sau khi tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy một vết máu lớn ở ngăn tủ giường. Đây là một kiểu giường mà họ làm thêm những ngăn kéo ở dưới gầm giường để tận dụng thêm diện tích đựng đồ. Vết máu cho kết quả có liên quan huyết thống trực hệ với Vương Hòa, là máu của Phan Hiểu Lương. Vết máu rất lớn và đã có dấu hiệu được lau chùi. Lúc này cảnh sát cho rằng Phan Hiểu Lương chắc chắn cũng đã gặp nạn. Ngay sau đó, cảnh sát đã điều tra dòng tiền của Vương Hòa thì phát hiện số tiền gửi lên tới 1,8 triệu nhân dân tệ trên sàn của cô đã được chuyển vào tài khoản của người khác sau khi cô bị sát hại khoảng 1 tháng. Người nhận tiền là một người đàn ông tên Đồng Vấn. Người đàn ông này cũng đã lấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng của Vương Hòa. Hắn còn bán chiếc ô tô màu đen của cô ấy cho người khác với giá rẻ và rút tiền từ thẻ ngân hàng của Vương Hòa là 80.000 tệ. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Đồng Vấn bị cảnh sát bắt giữ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng hắn ta đã thú nhận tội giết hai mẹ con Vương Hòa sau đó phi tang xác. Đồng Vấn và Vương Hòa đều là hai người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Tháng 8 năm 2015, Đồng Vấn tình cờ quen biết Vương Hòa vì cả hai đều cùng giao dịch chứng khoán. Vì có chung với nhau nhiều sở thích nên cả hai nhanh chóng thiết lập một quan hệ yêu đương. Nhưng sau đó, vì tính cách của hai người có nhiều điểm khác biệt nên dẫn tới mâu thuẫn và mối quan hệ dần dần lạnh nhạt đi. Để hâm nóng tình cảm, Đồng Vấn nhiều lần đưa ra mong muốn kết hôn để thể hiện sự chân thành của mình. Tối ngày 20 tháng 4, Vương Hòa xảy ra tranh cãi lớn với Đồng Vấn tại nhà riêng của cô về việc hai người có nên kết hôn hay không. Vương Hòa chỉ muốn duy trì cuộc sống tình cảm như hiện tại chứ chưa có ý định kết hôn. Vì cô cho rằng thời gian quen biết mới chỉ vài tháng, đang tìm hiểu chưa đủ sâu đậm. Còn Đồng Vấn thì muốn đẩy nhanh mối quan hệ này và mau chóng đăng ký kết hôn. Đã vài lần hai người nói về vấn đề này nhưng không thống nhất được, thậm chí còn dẫn tới chia tay. Rồi Đồng Vấn lại chủ động xin lỗi và quay lại. Ngày hôm đó cũng vì thế mà sau một hồi tranh cãi, mâu thuẫn giữa hai người nhanh chóng chuyển thành xô xát. Hắn ta cho rằng Vương Hòa không nghiêm túc trong mối quan hệ, không muốn kết hôn với mình. Trong cơn tức giận, hắn đã bóp cổ giết chết Vương Hòa. Lúc này thì con trai nạn nhân Phan Hiểu Lương sang nhà bạn chơi chưa về. Đây là thói quen của anh ta, khi thấy Đồng Vấn tới thì sẽ đi chơi một hôm để mẹ và bạn trai được thoải mái. Nên Đồng Vấn rất bình tĩnh, xử lý chia nhỏ thi thể nạn nhân xong xuôi rồi chia đều vào 6 chiếc túi. Buổi trưa ngày hôm sau là lễ hội phóng sinh của địa phương. Hắn đã bỏ 6 chiếc túi vào chiếc xe ô tô đen của nạn nhân, rồi trở đến khu vực sông Hồ Thâu để ném xuống. Vì lúc đó là vào giờ cơm trưa nên khu vực bãi sông này khá vắng vẻ. Khi đang ném các túi ni lông đen xuống và đợi nó chìm hẳn, thì hắn giật mình khi nhìn thấy ông Vương đang đứng trên thuyền, trong tư thế sẵn sàng, tay vợt tay lưới nhìn về phía hắn với ánh mắt chờ đợi. Hắn giật mình, vội vã quay lại xe. Vì thế mà túi ni lông đen thứ 6
chứa phần đùi, tay và nội tạng của nạn nhân chưa kịp ném xuống. Hắn đã chở những phần thi thể này quay trở về căn nhà, tính sẽ kiếm nơi khác để phi tang. Nhưng ngay sau đó, trong đầu tên ác quỷ này bắt đầu nghĩ tới một vấn đề khác chưa được giải quyết. Đó là Phan Hiểu Lương, con trai của nạn nhân. Chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ sự mất tích của mẹ mình. Nếu không xử lý người này, tội ác của hắn sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì nhắm sức mình so với một thanh niên cao lớn như Phan Hiểu Lương thì hắn cảm thấy không chắc chắn có thể áp đảo được. Nên hắn ta đã gọi cho người bạn thân nhất của mình là Lưu Tuấn, kể cho người này nghe mọi việc. Và hắn hứa hẹn sẽ đưa cho Lưu Tuấn 45.000 tệ sau khi xử lý xong xuôi mọi việc. Vậy nên, Lưu Tuấn đã tới căn nhà của Vương Hòa. Hai kẻ này đã nấp trong nhà chờ Phan Hiểu Lương trở về. Khi Phan Hiểu Lương vừa mở cửa bước vào nhà, thì hai kẻ sát nhân lập tức dùng dao tấn công và giết chết. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần ném xác ở sông Hù Thầu bị người khác nhìn thấy, nên bọn chúng đã quyết định chôn xác. Đêm hôm đó, hai kẻ này đã cùng nhau chở xác Phan Hiểu Lương và túi ly lông chứa những phần cơ thể chưa kịp phi tang của Vương Hòa tới một vùng đất hoang ở huyện Diên Sư và đào hố để chôn. Qua lời thú tội của đồng vấn, Lưu Tấn nhanh chóng bị bắt. Lưu Tấn cũng đã thừa nhận tội ác và nó nhận được tiền công 45.000 tệ sau phi vụ hỗ trợ đồng vấn giết người. Số tiền này là khoảng gần 150 triệu tiền Mình. Vụ án từng phần thi thể trên sông Hù Thầu cuối cùng cũng đã được giải quyết. Tháng 3 năm 2017, đồng vấn bị tuyên án tử hình, thời gian chờ thi hành án 2 năm, với tội danh cố ý giết người, cướp tài sản. Lưu Tấn nhận án chung thân vì hỗ trợ đồng vấn giết người và phi tang thi thể. Trong vụ án này, nói về nguyên nhân gây án ban đầu thì là do mâu thuẫn tình cảm. Thực ra thì trong xã hội hiện đại bây giờ, đàn ông hay phụ nữ đều có những áp lực rất lớn trong cuộc sống. Đối với phụ nữ thì trong hôn nhân không chỉ là vấn đề kinh tế của gia đình, mà còn đối nội, đối ngoại, nuôi dạy con cái, chăm lo việc nhà. Và tâm lý của người phụ nữ cũng có phần yếu mềm hơn, dễ bị những áp lực vô hình hơn so với đàn ông. Đặc biệt là đối với những người phụ nữ đã từng tổn thương nhiều trong tình cảm hoặc đổ vỡ trong hôn nhân, thì họ lại càng cảm thấy dè chừng trước khi bước vào một cuộc hôn nhân mới. Trong vụ án này, về tình yêu của đồng vấn dành cho Vương Hòa, đến đâu thì chưa rõ, nhưng anh ta không có sự kiên trì với người phụ nữ này, khi mà liên tục muốn ép Vương Hòa mới quen biết trong vòng 8 tháng kết hôn với anh ta. Khi mà người phụ nữ chưa sẵn sàng trong tình cảm, không một điều gì có thể thúc ép hay áp lực được. Muốn phát triển tình cảm trong những mối quan hệ thì không phải dùng áp lực chia tay hay bất cứ một điều gì khác để gây sức ép. Điều đó chỉ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Việc cần thiết là thể hiện sự chân thành, khiến đối phương cảm nhận được tình yêu, tin tưởng được vào hắn. Hành vi của đồng vấn không chỉ sai trái trong tình cảm, mà còn tiếp tục trở nên điên cuồng hơn trong việc hắn đã sát hại người phụ nữ này. Và dã man hơn nữa, để che giấu tội ác của mình, hắn đã tiếp tục sát hại thêm một thanh niên 22 tuổi. Việc hắn giết chết Vương Hòa thì hắn có thể giải thích là do ngộ sát, không kìm chế được cơn giận và dẫn đến bộc phát. Nhưng việc hắn lên kế hoạch sát hại con trai của nạn nhân thì rõ ràng kẻ sát nhân này cực kỳ máu lạnh và dã man. Cả việc hắn đã tính toán tương quan sức lực giữa mình so với một thanh niên 22 tuổi để rủ thêm bạn thân để hỗ trợ gây án, cho thấy sự tỉnh táo và máu lạnh của hắn tới mức nào. Còn đối với Lưu Tấn, bạn thân của kẻ sát nhân, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Bạn bè người ta rủ nhau đi làm ăn kiếm tiền, rủ nhau đi du lịch, rủ nhau đi tiệc tùng, đi nhậu. Còn đằng này lại rủ nhau đi giết người, rồi cùng phi tang xác mà hắn cũng làm theo. Kết quả là vụ án này không chỉ thêm một nạn nhân mà còn thêm một hung thủ. Từ những tính toán máu lạnh và điên cuồng của đồng vấn, một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như hắn, nhưng lại nhân danh tình yêu để trách cứ người khác và gây nên thảm kịch đau lòng đến vậy cho hai mẹ con Vương Hòa. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.